Xin chào bạn nhé, nay mình chia sẻ cái cách ghép cái cây lan này lên cái giớn. Bạn thấy không, nguyên một bụi luôn. Đấy, cột lên này, cột lên cái giớn, rễ nó đã ra rồi này. Này mới được có mấy tháng, 3-4 tháng gì mà dễ đâm quá trời. Nên mà gốc dương xỉ, gốc dương xỉ lớn. Dễ bám là quá trời. Này mà là bông hơi bị đẹp từ trên xuống dưới. Dễ ra quá tốt, chồi mầm. Cái này là sơn thủy tiên các bạn, sơn thủy tiên hoàng lạc. Bạn mua về bạn ghép vào này, đóng vào, lấy dây cột lại. Phân hữu cơ, phân dê cột vào thân cây cho nó lên. Xe của mình nó đủ đi đâu ta? Phân dê